sáng ngày 23 tháng 7 năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Tham dự đại hội có 249 đại biểu đại, biểu đại diện cho hơn 1.900 đảng viên của 26 tổ chức cơ sở đảng trong toàn quyền. Dự đại hội có Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Giang Cần, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Trương Giang Nọ trong nhiệm kỳ 2015-2020, hầu hết các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ quyền chính hưng lần thứ 10 đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Có 20 trên 23 chỉ tiêu đạt và vượt, 3 chỉ tiêu đạt ở mức khá. Tổng giá trị sản xuất của quyền tăng bình quân 5,8% một năm, đạt 101,7% nghị quyết. Trong đó, ngành nông lâm thủy sản đạt 4,1%. Ngành công nghiệp xây dựng tăng 12,71%, ngành thương mại dịch vụ tăng 13,06% sản xuất nông nghiệp được tập trung theo dõi kiểm tra chỉ đạo chặt chẽ chuyển dịch đúng định hướng các chỉ tiêu về diện tích sản lượng đạt và dược so giới nghị quyết tổng diện tích gieo xạ hơn 57.600 ha, năng suất bình quân 60,74 tạ một ha, sản lượng hơn 345.000 tấn kinh tế hợp tác bước đầu mang lại hiệu quả toàn quyền có 11 hợp tác xã 97 tổ hợp tác tăng 9 hợp tác xã và 22 tổ hợp tác so nhiệm kỳ trước quy động và kết hợp nhiều nguồn lực để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, từ đó đã góp phần tăng lợi nhuận, bình quân đạt 30,5 triệu đồng một hecta một năm, tăng 1,5 triệu đồng một hecta một năm so với nhiệm kỳ trước. Đến nay có hai xã đạt chuẩn nông thôn mới, đang lập thủ tục đề nghị tỉnh Phúc Tra công nhận thêm 3 xã đạt 100% nghị quyết. Các xã còn lại đạt từ 11 đến 18 tiêu chí, tăng 8 tiêu chí so với nhiệm kỳ trước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,5 triệu đồng một người một năm, tăng 6,7 triệu đồng so với giới nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,85% cuối năm 2019, năm 2016 8,92%. Phát biểu chỉ đạo đại hội, phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ông trần giang cần đề nghị ban chấp hành đảng bộ quyền chính hưng nhiệm kỳ tới cần tập trung quy động mọi nguồn lực phát quy lợi thế về tiềm năng đất đai lao động xác định khâu đột phá trong lĩnh vực kinh tế để tập trung lãnh đạo phát triển nông nghiệp ổn định bền dững gắn với xây dựng nông thôn mới tập trung đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển gắn với đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển văn hóa xã hội bảo đảm an sinh xã hội